hơi mạnh một chút. Quá tắt. Cơi không được. Đường truyền cho Văn Lợi. Đây là Đình Trắng. Phạm cho các thủ trưởng là mọi địa chất, tốc độ rất nỗ lực, bóng vẫn còn. Đình Trắng, bóng trả về dành cho Duy Thịnh. Quá sâu. Rồi cho các thủ áo xanh. Khoảng trống. Thì uống băng lên. Quá tắt. Lần này thì quả tạt đi quá sâu. Để bóng dành cho trường đại học Cần Thơ. Tốc độ. Có thể tiếp tục sẽ là một quả tạt. Đường chuyền vào. Xoay sở góc hẹp không thành công. Vậy là cơ hội phản công dành cho các thủ biên phía đại học Cần Thơ. Và tạt bóng rất chính xác của số 8 Quyết Thắng. Và điều đó cũng đang cho thấy lúc này thì huấn luyện viên Đức Thành đang cho những cầu thủ của mình dâng cao và tạo được những sức ép. Cơ tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ bên phía trường đại học Cần Thơ. Những sức ép đang tạo ra và điều đó đã khiến cho một cực phòng ngự của bên phía trường đại học Mỏ Địa Chất. Nồng đi qua. Bóng vẫn đang dành cho các thủ áo vàng. Được chuyển này hơi mạnh. Cơi. Rất đáng tiếc. Dứt điểm. Thơ vào. Thanh Nghệ đã có một tình huống đổ người cản vào xuất sắc. Lúc này thì hàng phòng ngự của bên phía trường đại học Mỏ Địa Chất đã dâng cao. Và đây là cơi. Một tình huống xử lý hơi dài nhịp. Và phối hợp lên bóng dành cho các thủ của đại học Mỏ Địa Chất. Mạnh Cường. Cơi. Khoảng trống. Tỷ số là 1-0. Số là 1-0. Phù hợp cho bên phía các thủ vàng. Leo biên. Cơ hội tiếp tục. Dứt điểm khá vào. Rất đáng tiếc cho Mạnh Cường. Hội cho đẹp Cần Thơ. Có vẻ như trực tiếp là một tấm thẻ đỏ rồi. Thẻ đỏ dành cho cầu thủ của trường đại học Mỏ Địa Chất. Quả sút tăng. Vẫn cơ vào. Ở trong nhịp đầu tiên thì Ngọc Toàn đã có một pha cản phá rất xuất sắc để níu lại những cơ hội dành cho trường đại học Mỏ Địa Chất ở trong trận đấu ngày hôm nay. Sau đó thì bóng bật ra những tình huống ập vào để dứt điểm của cầu thủ bên phía đại học Cần Thơ là không chính xác. Bóng đã tìm tới hồng lưới. Phản công dành cho các cầu thủ của bên phía đại học Cần Thơ. Bóng vẫn còn. Rất may đó là một xoay sở kịp thời. Nông Đức Hoàng. Một đội bóng lên phía trên. Như vậy là không đủ để có thể vượt qua được khu vực phòng ngự của các cầu thủ đại học Cần Thơ. Và như vậy thì lúc này hồi còi của trọng tài Nguyễn Nhật Minh cũng đã vang lên để khép lại thời gian của trận thi đấu giữa các cầu thủ của đại học Cần Thơ và đại học Mỏ Địa Chất.